Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, ca sĩ Quang Hà. Nhà đấu giá số 2, nghệ sĩ Đại Nghĩa. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ Minh Nhí. Nhà đấu giá số 4, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 5, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ diễn viên Bạch Công Khanh. Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng vào thứ bảy hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh VTV3. Và điều bất ngờ đầu tiên trong đêm nay là gì? Hãy cùng Khanh theo dõi một tiết mục rất đặc biệt. Mọi người ơi, trăng 16 đẹp quá nè. Ồ, đẹp quá trời nè. Trăng tròn 16 thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hai gấm bảnh bao, nhìn lên trên trời ông trăng, soi lên bóng em nằm. Cho đâm đắng ngàn cay, dù cho đất bằng có nổi lên bao sóng gió, thì em hỡi em ơi, anh nguyện sẽ trọn đời bên em. Với anh trăng đêm nay sẽ chứng minh cho tình anh không bao giờ phai lãng. Mình sẽ bên nhau cho đến muôn đời. Ôi dốc dáng hình mai với khuôn mặt rạng ngời, mãi về với anh, về với người tình bé nhỏ, để cho trọn đời này anh được hầu hạ bên em. À ơi, trên trời có đám mây xanh, chỉnh dừa mấy trắng là chung quanh mây vàng. Anh thề không cưỡi được nàng, anh lùng thêm hai tấc nữa cho vừa lòng. Em đi xem hội trăng rằm, trăng rằm mới đi đúng ngày rằm. Cái mặt đừng có chăm dằm, mà cái miệng em đừng có lầm bầm. Hội trăng rằm sao mà vui quá ta, biết vậy mình đi lúc lên ba. Mình đi chung với ba, mình đi chung với bà, mình đi chung với má. Ô kìa, cái dáng tròn tròn như ông trăng tròn, cái mặt cũng tròn tròn, cái eo nó cũng tròn tròn, mà cái tay nó cũng tròn tròn. Để ta cứ đi vòng tròn xem cô ấy như thế nào. Đêm nay là hội trăng rằm nên nhìn em nó hơi bị ảo. Biển động mắm lên giá hay gì à? Trời ơi, một hơi hai tráng sĩ tươi xanh, giờ chọn thằng nào trời? Nói nghe, bây giờ ông cưới bả đi, tôi cho ông cây vàng. Ông rước về đi, tôi bù cho 3 cây. Ông hốt bả đi, tôi cho ông 5 cây. Ông rinh bả về đi, tôi cho 10 cây. Trời ơi, ai cũng ép tôi lấy bả rồi vậy. Trời ơi, nhìn đi, tôi với bả như con voi với con chuột sao được. Má tôi nói á, lấy nó đi con, nhà nó giàu nhất cái làng này á con. Trời, sao không giống hoàn cảnh tôi cái gì? Vậy hả? Ba tôi nói kệ, hy sinh đời trai đi con. Con nó mặt mạp vậy chứ, nhà nó giàu, rước về mới mất hưởng của. Sáng nghe nè. Hả? Rồi giờ bàn luận xong chưa? Hả? Rồi cuối cùng á, tôi đi với anh nào đặng tôi biết tôi tính. Đi đâu? Đi chắc bả lên núi. Ông dắt bả xuống biển cho tôi. Giái trời cho cá mập ăn bả đi. Cá mập ăn 7 ngày chưa hết luôn á. Trời ơi, làm gì vậy? Nhí nhảnh vậy sợ luôn. Bả muốn lấy cái lồng đèn. Bả đi, lấy tới không? Không biết nữa. Bưng lên, Trời ơi, cả làng bưng không nổi luôn kìa.
Em đi đi đâu đi đâu, em đi đi đâu đi đâu, em đi em lạc lối về, giữa đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, xem ra hóa ra gần nhà, theo nhau đi tìm lối về, trăng tròn thật sáng đằng sau. Trăng ý à nằm nghiêng, ý à nằm nghiêng, nhân gian ý à nằm nghiêng. Ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ý à nằm nghiêng, nhân gian ý à nằm nghiêng. Ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ý à nằm nghiêng, nhân gian ý à nằm nghiêng. Và đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Quân, nghệ sĩ Minh Nhí cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cùng phòng Vinh Hòa của vũ đoàn Number One. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nghị, Em đi xem hội trăng rằm. Và tiết mục này cũng đã mở màn cho chương trình đêm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả các nghệ sĩ rất là nhiều. Và cho phép Khanh được chào ban đấu giá, cũng như là chào tất cả quý vị khán giả. Có những nhà đấu giá đã rất là thân quen với chương trình, tuy nhiên cũng có những người lần đầu tham gia. Khanh đang muốn nhắc đến anh Đại Nghĩa. Khanh chào anh. Chào em. Chương trình của mình là chương trình về đấu giá mà là đấu giá giọng hát. Anh thấy khái niệm này nó có lạ không? Lạ chứ, bình thường nào giờ mình thấy là đấu giá những cái vật phẩm gì đó thôi. Dạ. Mà bữa nay lần đầu tiên tham gia một cái sàn chiến mà đấu giá giọng hát. Cho nên anh cũng bỡ ngỡ. Bên cạnh sự bỡ ngỡ thì anh Nghĩa có hồi hộp không? Hồi hộp chứ, bởi vì xung quanh mình bên đây là ca sĩ chuyên nghiệp đúng không? Rồi bên đây ai? Người thầy mến yêu đúng không? Rồi bên kia người chị xinh xắn bé bỏng này nọ. Cuối cùng thánh lầy lội của showbiz đó. Thôi đất thôi. Toàn những nhân vật mà nói nhiều, những nhân vật mà nói mà có thể là áp đảo người chơi đó. Không có đâu, Nghĩa yên tâm đi, hôm nay anh đã bàn luận hết rồi. Anh, Hồng Vân, Minh Nhí và Quang Hà sẽ nhường tất cả cho em. Dạ, em cảm ơn anh, em không tin anh. Thật ra thì khi mà đến hậu trường của sàn chiến giọng hát, gặp anh Long và chị Vân, nói là anh chị ơi hôm nay nương tay cho em. Hai người đó là hai người coi như là kinh nghiệm nhiều rồi đó. Em người ta ngồi đấy ba mùa, mình ngồi đây chỉ là bình hoa di động thôi, còn là có chứ đủ thôi. Vâng ơi, vâng. Em nhầm, năm nay cái mùa ba chị với anh Long đổi slogan rồi. Ăn hết ăn sao đặng. Đúng rồi. Đúng không anh? Thồn vô thồn sao vô hết. Đại Nghĩa đặt thánh lầy là đúng á. Bên này nói ăn nghe nhẹ nhàng, bên kia hồn. Dạ, đó. Mình phải dùng từ cho đẹp đúng không? Ít ra mình phải nói giọng vô họng là sao giọng cho hết. Cái văn phong mình nó phải nhã nhặn chứ đúng không thầy? Bắt đầu đó, bắt đầu mắt long lanh lên rồi. Dạ, nhưng mà các nhà đấu giá ơi, bây giờ nhà đấu giá nào mới hay cũ á, thì đến với mùa 3 nó cũng gần như là giống nhau. Tại vì mùa 3 chúng tôi có những cái luật mới. Ở cái phiên đấu giá thứ nhất chúng tôi có thêm quyền là nhượng lại giọng hát. Nghĩa là mình sở hữu được giọng hát nào đầu tiên, mình có quyền nhượng lại cho các nhà đấu giá còn lại. Và họ sẽ có quyền nhận hay không nhận. Nếu như họ nhận thì chúng ta sẽ có thêm tiền. Và nếu như chúng ta đã quyết định nhượng lại rồi thì cái người nhận đó sẽ phải sở hữu giọng hát đó cho đến cuối chương trình luôn, chứ không được quyền trả hay không trả ở vòng 2 hay vòng 3. Ví dụ như là anh đấu giá được cái giọng hát đó 5 triệu đi, anh muốn nhượng lại 15-20 triệu. Ừ, sao không được? Được. Than tiền nổi lên liền. Mặt này là mặt than tiền. Bớt xuống mới nói vô mà lộ liễu quá. Thưa quý vị, và lát nữa chúng ta sẽ biết còn nhiều điều bất ngờ nữa trong sàn chiến giọng hát đêm nay. Và bây giờ thì Khanh xin mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Trở lại với sàn chiến giọng hát. Ngay bây giờ Khanh mời ban đấu giá cũng như là tất cả quý vị khán giả sẽ theo dõi và lắng nghe một tiết mục đầu tiên do 4 giọng hát sẽ cùng trình bày. Ta đã thấy gì
trong đêm nay, cờ bay trong ngọn cờ bay, rừng núi lan tin đến mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hương, ngày vui con nước trôi nhanh, nhịp sống bao la xa bỏ hận thù, gặp quê hương xa bão tố, giọt nước mắt vui lay lòng cô đơn. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Bàn tay muôn vàn bàn tay, những ngón tay thơm nơi tận nguyện, nơi cuộc tình nỗi lòng đổ nát. Bàn tay đi nối anh em về suối quê hương tắm gội nhục nhằn. Mười năm đêm trong tiếng súng, dù lúa bãi dông qua cơn kinh hoàng. Hay quá vậy, hay quá. Đó là những giai điệu quen thuộc của ca khúc Ta Thấy Gì Đêm Nay, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trời ơi, bốn người không có thấy mặt nha mà hát hay lắm. Mà không phải hát chính hay đâu, mà hát bè cũng hay, mà quyện vô cũng hay. Nghe có cảm giác giống như là hát nhép luôn vậy đó. Nhưng mà thật ra là hát live đó. Thì bởi vậy mà hay quá. Tôi chú ý cái số 4 nhất, rất là bình tĩnh, đứng im hát. Thầy ơi, người ta đứng im là bởi vì nhiều khi người ta run, người ta sợ đó thầy. Người ta cứng càng hết trơn. Đúng rồi thầy, quên chứ bữa nay có đại nghĩa cho nên thí sinh người ta sợ. Thầy làm cho em nghĩ ma vậy. Theo Kim Tử Long nhận thấy và chắc chắn một điều á, là trong bốn người này, cái người ở số 1 là một cô gái rất đẹp. Cơ sở nào anh phán như vậy ạ? Anh đã nhìn xuyên thủng qua cái lòng. Anh ơi, anh nhìn xuyên qua tới cái gì nữa anh? Xuyên thủng qua cái lòng thôi. Tại vì cái lòng nó lỗ vậy. Thôi bây giờ Khanh xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bốn gương mặt ngày hôm nay để có thêm cơ sở để mình nhận định xem ha. Bây giờ hãy cùng Khanh mở vị trí số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ mở vị trí số 2. Và tiếp theo chúng ta mở vị trí số 3. Thưa quý vị, hãy cùng Khanh mở vị trí số 4. Đây là bốn gương mặt sẽ tranh tài trong sàn chiến đêm nay. Bây giờ ban đấu giá chọn giúp Khanh một vị trí đầu tiên nha. Khanh mời anh Đại Nghĩa. Trong bốn nhân vật này thì anh muốn chọn bạn số 1. Dạ, hãy cùng đến với vị trí số 1. Bây giờ sẽ là ba dữ kiện của cô ấy. Thứ nhất, tương tác. Thứ hai, cách âm. Thứ ba, mèo. Khanh mời ban đấu giá chúng ta bắt đầu phân tích. Bạn này ở chung cư, tương tác với các hàng xóm qua những lời ca trong những buổi văn nghệ ở chung cư. Bạn ấy về luyện giọng hoài. 12 giờ đêm ta ngủ mà cổ bên đây có rửa chút, bên kia ta hết hồn. Đêm ngày gì cũng luyện giọng, thành thử ra hàng xóm bắn vốn. Complain, thành thử ra phải về cách âm cái phòng, cái nhà chung cư lại. Tôi cũng nghĩ. Và cuối cùng là mèo. Tuổi cô này tuổi mèo, nhỏ con như một con mèo nhưng thực sự giọng hát khủng như một con sư tử. Em nghĩ có thể chữ tương tác ở đây không phải là cái chữ tương tác mà chúng ta vốn dĩ thường hiểu đâu. Chữ tương tác mình tách từ ra đi. Bạn ấy có thể là một cái chất xúc tác với nước tương chẳng hạn. Đó. Dạ, bạn ấy có thể là có một cái chất xúc tác gì đó đặc biệt với nước tương. Gặp nước tương là bạn ấy không ăn được, ví dụ vậy, đúng không? Còn cách âm là sao? Bạn này là không có thích âm nhạc, đúng không? Có khoảng cách với âm thanh. Từ cuối là mèo đúng không? Thì có thể là cái giọng của bạn nhỏ như mèo kêu. Mèo vậy đó. Nhưng mà anh Nghĩa ơi, trong chương trình này giọng nào cũng khủng, giọng nào đúng cũng rồi. Hay hết. Đã đến với sàn chiến giọng hát là ai cũng là giọng hát hay. Trời ơi, người ta cố tình người ta nói như vậy đi chứ ba con người kia đừng có đấu giá để một mình tôi hốt cổ. Trời ơi, ở đâu ra mà mới vô mà rồi. Ông mới vô mà ông làm giống như là trời ơi, một con thỏ mà nó đi nó dẫn mặt với 4-5 con sư tử. Đấu giá rồi mới biết. Vâng ạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá thứ nhất. Thưa quý vị, phiên đấu giá đầu tiên chúng tôi có 90 giây. Giá trị tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Mỗi lần gia tăng chúng ta được phép tăng thêm 500. Và đấu giá được tính là hợp lệ khi mà quý vị cầm tấm bảng trước mặt của mình, giơ lên và nói đúng số tiền mình muốn đấu giá. Sau khi kết thúc 90 giây,
Ai đưa ra giá trị tiền cao nhất thì sẽ sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Nếu như thời gian chưa kết thúc nhưng không ai đưa ra thêm một giá trị tiền nào cao hơn thì Khanh sẽ chốt sau 3 lần gọi ở giá trị tiền cao nhất. Nghĩa là phiên đấu giá này vẫn có thể kết thúc trước 90 giây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ nhất, 90 giây. Em 500 1 triệu. Không được, 500 không đưa bạn. 500 rồi. 1 triệu. 1 triệu. Được rồi. Anh Quang Hàm 1,5 triệu. 2 triệu. Anh Minh Nhí 2 triệu. 2,5 triệu. 3 triệu. 3,5 triệu. 4 triệu. 4 triệu. 3 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Anh đại nghĩa 4 triệu rồi. 4,5 triệu. 4,5 triệu. 5 triệu. 5,5 triệu. 6 triệu. 6 triệu. 6,5 triệu. 6 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 7 triệu. 7,5 triệu. 7 triệu. 7 triệu. 8. Ủa nhiêu rồi? 8 triệu bên đây luôn rồi. 10 triệu. Số tiền đang hợp lệ. 9 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi. 11 triệu. 11 rưỡi. 11 rưỡi. Anh Quang Hào. 12. Anh Đại Nghĩa. 12 rưỡi. 12 rưỡi. Anh Quang Hào. 13. 13 rưỡi. 14 triệu. 14 rưỡi. 14 rưỡi đang hợp lệ. 14 rưỡi. Em 14 rưỡi rồi. 15 triệu. 15 rưỡi. 16. 16 rưỡi. 17. 17 rưỡi. 18 rưỡi. 18 rưỡi. 19 rưỡi. Để chị Vân, chị Vân đang hốt này. 19 rồi đó. 19 rưỡi rồi. 20. 20 rưỡi. 21. 21 rưỡi. 21 rưỡi. Anh Minh Nhí 21 rưỡi. Mình nghĩ rồi. 22. Trời ơi, nó nghe nè, cái phiên đấu giá như cái chợ vậy đó. Tôi đấu giá, tôi đâu có nói đây là chợ hay là thầy ơi, mua là phải như cái chợ là phải rồi. Thầy ơi, thầy, cái vấn đề là em không nghe được bao nhiêu rồi để em đưa giá. Bởi vậy mới gọi là cái chợ. Mà những cái giây cuối cùng Quang Hà nói bao nhiêu anh không nghe. Rồi bên đây thầy Minh với âm Long giống như là phim chiếu chậm. 11 triệu rưỡi. 11 triệu rưỡi. Chiến thuật của họ bây giờ là không phải là nói nhanh nữa. Và Khanh biết kết quả cuối cùng hợp lệ là 22 triệu. Nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? 22. 22. Chúc mừng anh Quang Hà. Quang Hà hả? Trời ơi, Quang Hà hả? Đăng. Wow. Sợ thua người ta đó. Cuối cùng cũng vậy. Anh Quang Hà đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cô ấy hát. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Em vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Sao con càng lớn đường về càng xa. Mẹ ơi, cuộc đời quá rộng, chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi, con đau quá nhiều, người đời chẳng đánh bằng roi như mẹ đâu. Ơi à, mẹ ơi, con gái mẹ lớn thật rồi. Lúc buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai. Ngày hôm qua con sợ bóng đèn, một mình mẹ kéo bầu trời sáng lên. Ngày hôm đấy ở giữa cuộc đời, không được phép sợ, không được khóc nhẹ. Ngày hôm qua mẹ gánh sao trời, đổ đầy vào giấc mơ con mỗi đêm. Để hôm nay con lớn thật rồi, chỉ còn thấy mẹ trong mơ mà thôi. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phát sóng của đời con.
con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày lặng lũ vì con. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Dòng sông để con tắm mát chưa hề. Mẹ là dáng che bóng con đi học về. Mẹ là bờ tre để con vui với cánh diều. Mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong trong mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày lặng lũ vì con. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Vừa thưởng thức một liên khúc gồm hai bài hát Bức Thư Gửi Lên Thiên Đường, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, và ca khúc Mẹ Yêu Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Quách Bim với tiếng hát của Bích Trâm. Thân xin chào Bích Trâm ạ. À, chúc mừng anh Quang Hà đang sở hữu được tiếng hát này. Anh cảm thấy như thế nào? Anh cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì là vừa nghe Bích Trâm hát hai bài hát về mẹ thì vô cùng là cảm xúc. Và đối với Hà, những cái bài hát về mẹ thì luôn luôn là những bài hát cực kỳ hay và cực kỳ cảm động. Cảm ơn Bích Trâm và cảm ơn các anh chị đã nhường cho em. Không có nhường đâu em ơi, chẳng qua là em nhanh miệng hơn mọi người ở đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Bích Trâm chia sẻ về ba dữ kiện. Dạ, em chào các nhà đấu giá, các vị khán giả đang có mặt ở trường quay và các vị khán giả đang xem đài ạ. Dữ kiện đầu tiên của em tôi là tương tác là công việc hiện tại của em là một streamer ạ. Dạ, và em stream trên nền tảng là Facebook, và công việc hàng ngày của em là chơi game và tương tác với mọi người. Thật ra hồi nãy anh cũng có nghĩ tới điều đó đó, nhưng mà anh không nói thôi, anh giấu cho anh biết. Dạ giới. Thiệt chị, em có nghĩ tới. Bây giờ Bích Trâm nói tới cái dữ kiện thứ hai đi. Cách âm. Dạ, tại vì thường em stream một ngày sẽ tầm vào 8 đến 10 tiếng. Dạ, em sẽ stream liên tục và em ngồi em nói chuyện liên tục. Nhiều người khi mà người ta xem, người ta cũng cảm thấy sót cho em. Nhưng mà em thấy nó không có mệt lắm. Tại vì chắc cũng quen việc á. Dạ đúng rồi ạ. Khoảng thời gian rảnh của em là vào buổi tối, sau khoảng 10-11 giờ đêm là cái khoảng thời gian đó em mới có thể xả stress đó. Là cái phòng của em thiết kế theo kiểu cách âm. Em sống ở trong chung cư. Thôi rồi, em thấy không? Kịch bản anh chính xác dễ sợ.
Dạ, và em tự thiết kế cái phòng của mình nó cách âm để khi mà em chơi game em lao á, sao là ở bên ngoài người ta không có thể nghe được ạ. Và buổi tối em có thể mở nhạc lớn hết sức để mà em chill, em giải tỏa căng thẳng sau một ngày mà stream game mệt mỏi. Tính ra cái thời gian bạn làm việc nó nhiều lắm luôn á, từ dạ, sáng cho tới tận tối mịt hả? Thời gian thì mình có thể chủ động ạ, nhưng mà do em kiểu em mới làm cho nên là em muốn mình có thể giống như là mình gọi một cái từ là phủ sóng càng nhiều càng tốt. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ chúng ta đến với dự kiện còn lại đi, mèo. Dạ, về mèo là em rất thích mèo ạ. Ban đầu thì em chỉ nuôi theo cái sở thích của em là em nuôi và em chăm thôi. Nhưng mà đến khi mèo em nó đẻ xong cái là em không biết phải làm gì nên em bán, em kiếm người nhận nuôi. Bắt đầu là em bén duyên với công việc kinh doanh mèo kiển và em bắt đầu em kinh doanh mèo kiển. Nếu vậy thì cái công việc kinh doanh đó chỉ là phụ thôi, streamer vẫn là chính. Dạ không, kinh doanh vẫn là cái chính của em và em bắt đầu nó lâu rồi. Còn streamer là em mới bắt đầu khoảng 6 tháng gần đây thôi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn nha. Bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của Bích Trâm. Xin mời các bạn. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc và trước khi chúng ta biết kết quả thì Khanh xin mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Bích Trâm. Và như Khanh đã chia sẻ lúc nãy, ở phiên đấu giá đầu tiên, chúng tôi có thêm quyền nhượng lại. Bây giờ anh Quang Hà sẽ có quyền nhượng lại tiếng hát này bằng cách đưa ra một giá trị tiền thấp bằng hoặc là cao hơn với cái giá trị lúc nãy anh đã dùng để sở hữu giọng hát của Bích Trâm. Và trước hết, Khanh xin phép hỏi 4 nhà đấu giá còn lại, chúng ta có hứng thú muốn nhận lấy tiếng hát này hay không? Thầy có hứng để nhận lại không thầy? Nhường nghĩa đó. Không, tại em mới đến lần đầu tiên cho nên em còn ngỡ ngàng nhiều cái lắm. Em muốn nghe ý kiến từ các anh chị thầy trước. Em nghĩ rằng là theo anh thì anh thấy giọng hát bạn này có hay không? Nếu anh thích thì anh có thể là... Tại vì thế này, mình mới nghe qua một giọng thôi mà mình nghe chương trình tiết lộ là 4 giọng hát đến đây đều là những giọng hát khủng hết. Cho nên là nếu như bây giờ mình vội mình nhận bạn này, lỡ như 3 người còn lại hát hay hơn như thế nữa thì hóa ra mình lại bị tiếc nuối thì sao? Cho nên là còn hơi lưỡng lự một chút đó. Kinh nghiệm của chị Vân thì sao? Nãy thấy mà đấu dữ dội lắm mà. Trời ơi, lúc đó máu lên sao mà kiềm chế được thầy. Bây giờ bình tĩnh lại rồi mình mới để ý, mình thấy ba cái nhân vật đứng trên kiếm không có vừa vậy thầy ơi. Nghĩa ơi, Nghĩa yên tâm đi, chưa chắc. Hả? Đừng nói hả? Hôm nay tôi với anh Long sẽ chơi cái chiến lược câm lặng để nhường cho hai MC đối thoại với nhau. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái giá trị mà anh Quang Đúng Hà rồi, sẽ đưa ra. Quang Hà đưa ra giá nhiều chứ. Dạ. Anh Quang Hà thân mến, bây giờ chúng ta phải hỏi anh Quang Hà là anh có muốn nhượng giọng hát này hay không? Không muốn nhượng. Anh Quang Hà không muốn nhượng tiếng hát của Bích Trâm, nghĩa là anh ấy vẫn sở hữu tiếng hát này với giá trị tiền là 22 triệu đồng. Bây giờ Khanh sẽ phải mở phong bì này ra để xem số điểm của các khán giả tại trường quay dành tặng cho Bích Trâm là bao nhiêu. Số điểm là 90 điểm thưa quý vị. 90 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay để dành cho tiếng hát của Bích Trâm và chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá thứ 2. Sau khi kết thúc phiên đấu giá thứ nhất, anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát của Bích Trâm với giá trị tiền đấu giá là 22 triệu đồng và cô ấy đang nhận được 90 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Như vậy thì để tham gia phiên đấu giá thứ 2 thì anh Quang Hà chỉ còn có 8 triệu thôi. Thôi bây giờ Khanh mời anh Quang Hà chúng ta chọn vị trí tiếp theo để mình bắt đầu nghe ba dữ kiện ạ. Em ơi, em còn có 8 triệu, em nghèo nhất ở đây á. Nha, em phải cân nhắc nha Hà. Thật ra thì vòng tiếp theo là chỉ em chỉ ngồi chơi thôi, cười thôi. Em chắc là xin được chọn số 4. Dạ, chúng ta sẽ đến với vị trí số 4. Thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ chia sẻ về ba dữ kiện của chàng trai này. Thứ nhất, xa nhà. Thứ hai, sổ đỏ. Và thứ ba, có tuổi. Dữ kiện này đâu có khó để mình đoán lắm đâu ha. Chắc bạn này là dưới tỉnh lên, bạn ấy xa nhà, bạn ấy có 7 cái sổ đỏ, 7 miếng đất. Có tuổi là gì? Thì chắc bạn ấy không phải là ở tuổi lớn rồi, mười mấy 20 nữa anh. Chắc có tuổi nè, có tuổi nè. Đáp phía bên này là có tuổi, còn phía bên này là chưa có tuổi vậy đó. Tức là bạn này á là gì nè. Bạn này chắc là ở miền Bắc, bạn lập nghiệp ở trong Nam. Rồi coi như là bạn xa nhà ha.
Rồi nói chung là đã có một cái sự cố để mà bạn ấy lo cho cái, tức là cái đam mê của mình là cái ca hát đó, mà đã có những lúc bạn phải cầm cố sổ đỏ, tức là để có thể làm album hay là có thể làm một cái gì đó cho cái sự nghiệp ca hát của mình. Và có tuổi ở đây là có nghĩa là bạn ấy thành danh muộn, có nghĩa là bạn ấy chạm được tới cái đam mê của mình nó hơi muộn màng so với những người khác đó, nhưng mà bạn vẫn đeo đuổi cái vụ mà sổ đỏ đó. Cũng nhiều khi là bạn làm cái trong cái bất động sản, cái gì đó mà liên quan đến cái sổ đỏ, bất động sản, hoặc là làm phòng công chứng giấy tờ, đúng rồi, hoặc là cái gì liên quan đến cái sổ đỏ, hoặc là xin lỗi bạn nói, hoặc là bạn bôn ba, bạn xa nhà xa quê, bạn bôn ba bao nhiêu năm rồi, bạn có tuổi rồi bạn mới có được cái nhà, nhưng mà mới có được cái nhà, có được cái nhà, hoặc là bạn vẫn chưa có được cái nhà. Nếu như chúng ta không phân tích gì thêm thì chắc mời bạn đấu giá chúng ta đến với phiên đấu giá thứ 2. Ngồi chơi em. Em ngồi cười. Uống nước đi em, cứ ngồi xuống nước đi. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ 2, giá trị tiền khởi điểm là 1 triệu đồng. Chúng tôi còn 60 giây. Và tất nhiên 60 giây vẫn sẽ có thể kết thúc trước khi hết thời gian nếu như không ai đưa ra một giá trị tiền cao hơn. Và chúng ta nhớ là phải đưa giá trị tiền lần lượt lên mỗi lần là 1 triệu. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ 2. Một triệu, hai triệu, ba triệu, bốn triệu, năm triệu, sáu triệu, bảy triệu, tám triệu, chín triệu, mười triệu, mười một triệu, mười hai triệu. Anh Minh nghĩ 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tiếp luôn hả? 25 rồi. 25 lần 1. 25 lần 2. Thêm thời gian, xin thời gian qua mau. 25 lần 26. 27. 28. 28 triệu. 28 triệu lần 1. 28 triệu lần 2. 28 triệu lần 3 và 29. Anh chính đầu giá. 29 rồi. Người ta đã gõ chị rồi. Hồng Vân thân mến, Khanh đã chốt ở giá trị tiền là 28 triệu đồng. Như vậy thì người đấu giá hợp lệ ở phiên đấu giá này đó chính là anh Kim Tử Long. Chị Hồng Vân đưa ra giá trị 29 là sau cái gõ búa của em. 28 triệu lần 2, 28 triệu lần 3 và... 29! 28 triệu lần 3 và... 29! Ủa, vậy chị tưởng, chị mới tưởng là lần 2. Dạ chưa, lần 3 rồi, chốt à, rồi. À, vậy hả? Em lại chậm một nhịp nữa rồi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe và thưởng thức tiếng hát của người chơi ở vị trí số 4. Lặng tai nghe đàn bầu thánh thó trong đêm thâu, tiếng đàn bầu mùa ta cũng thánh là tiếng mẹ, trầm là dòng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình ta. Tiếng đàn bầu Việt Nam ngân tiếng vàng trong sáng, ôi cùng thay trầm rung lòng người sâu thẳm. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí
đàn đầu thua xưa, cũng thương kiều nức nở than mình chẳng tự do, bị ai dân mất nước, não nuột từng đường tơ, não nuột từng đường tơ. Tiếng đàn bầu ngày nay như tiếng người chiến thắng, đang vang vang ca rằng ta đời đời ân đà, Việt Nam ngày vinh quang, Việt Nam ngày thầm, Việt Nam ngày vinh quang, Việt Nam ngày vinh quang, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí khúc Tiếng Đàn Bầu, nhạc của Nguyễn Đình Phúc, lời Lữ Giang và tiếng hát của Từ Như Tài. Tên cũng hay nữa, Từ Như Tài, tên cũng hay, hay như giọng hát. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến năm ban đầu giá của chúng ta trong ngày hôm nay, và đặc biệt là gửi tới tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và cũng nhiên được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát của chúng ta. Cái giọng hát của em quá tuyệt vời. Hồi nãy anh có nói với lại Khanh là cái bài hát em vừa cất lên, anh nói bài này khó lắm, khó hát lắm. Đúng rồi. Mà em hát quá hay luôn. Còn cái chuyện chọn hay không chọn là do khán giả thôi. Còn đối với anh, tuyệt vời. Hết. Dạ, cảm ơn anh. Và Khanh nghĩ rằng phán đoán của các khán giả tại đây cũng rất là công tâm ạ. Và bây giờ trước hết chúng ta hãy nghe ba dữ kiện của anh Từ Như Tài. Dạ vâng. Với cái sự kiện đầu tiên, xa nhà, có lẽ rằng là mỗi người có một cái kỷ niệm lớn trong cuộc đời, và đối với em thì em có hai cái kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời, đó chính là xa nhà. Một thời gian là 3 năm và một thời gian là 6 năm. Thời gian đầu tiên 3 năm đó chính là em đi bộ đội, em nhập ngũ, và đấy là cũng là tâm nguyện của bố em. Bố em là thương binh cho nên là bố em rất là muốn ba anh em trai là đi nhập ngũ, đi lính để bố cảm thấy tự hào ấy. Thì Như Tài muốn được thực hiện cái ước mơ đấy của bố. Và sau 3 năm đi lính thì Như Tài có trở về nhà, và cũng chỉ là công việc đồng áng cùng với mẹ. Nhưng sau đó thì có một cái thực tế là Như Tài đã rất là lo cho gia đình, cho nên là Như Tài mạnh dạn để xin bố mẹ đi ra nước ngoài lao động, và sang bên nước Hàn Quốc. Thì Như Tài có 6 năm lao động bên đó, và Như Tài công việc chính là hàn xì. Nhưng mà cho anh hỏi là bây giờ anh có phải xa nhà để đi làm việc không? Bây giờ thì đang ở nhà. Nhà em là ở Hà Nội, chị Vân. Nhà em hiện tại bây giờ vẫn đang ngoài ngoại thành Hà Nội. Sự kiện thứ hai đó chính là sổ đỏ. Sau 3 năm đi lính về thì em sang bên Hàn Quốc. Nhưng ngày đấy thì phải nói thật là ngày em đi sang đấy là cách đây nó gần 20 năm rồi. Thì ngày đấy thì gia đình cũng không có điều kiện. Và chính vì thế có một cái hóm hình như thế này là gia đình phải đi mượn sổ đỏ của hàng xóm, nghĩa là của anh chị hàng xóm ấy, những người người ta quý mình ấy, mượn 2 cái sổ đỏ nữa, với cả sổ đỏ nhà mình nữa là 3 cái sổ đỏ đi cắm ở ngân hàng mới được 100 triệu để đặt cọc vậy ạ. Ngày đấy 100 triệu thì nó rất là to. Vâng, một cái sổ đỏ của gia đình thì không đủ để cắm. Và chính vì thế cái kỷ niệm của em là 6 năm ở Hàn Quốc là nhờ vào 3 cái sổ đỏ của người thân cũng như là người quen đã cho mượn. Yeah. Vâng, đó là sổ đỏ. Chứ không phải em bất động sản. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự kiện cuối cùng ạ. Có tuổi. Cái sự kiện có tuổi thì nó cũng lại có một cái liên quan đến hai sự kiện trước. Đó chính là em đã từng tham gia với ba cuộc thi truyền hình
cuộc thi truyền hình thứ nhất thì là Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 2014, và cuộc thi thứ hai thì gần hơn là 2017, và bây giờ là cuộc thi thứ ba. Cả ba cuộc thi em không chủ động tìm đến. Và cái duyên thế nào mà mọi người cứ động viên thì em có nói với mọi người là thôi, có tuổi rồi, tôi không đi đâu, anh không đi đâu. Nhưng mà mọi người cứ động viên ý. Thế là sau đó thì đi thi thì cũng rất là may mắn được vào chung kết của Tìm Kiếm Tài Năng. Nghĩa là có thể nói rằng là tự nhiên tổ nghiệp thương em, dẫn em đến với nghề một cách rất là ngẫu nhiên. Thế còn với chương trình này? Chương trình này thì lại là có một người bạn mùa trước ở ngoài Hà Nội có giới thiệu cho Như Tài. Và cũng có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên là bạn ấy báo từ chiều hôm trước và bảo là anh ơi sáng hôm sau lên Hà Nội nhé. Và sau này lại bảo lên Hà Nội làm gì, bảo em đăng ký cho anh rồi đấy, anh đi đi. Anh cứ đi đi, anh cứ đi đi, thoải mái mà, chương trình rất là vui. Thế lại bảo là thử thì thôi, có tuổi rồi nhưng mà cố gắng. Đó là ba dữ kiện mà anh Từ Như Tài vừa chia sẻ. Thì bây giờ Khanh tin chắc rằng với ca khúc vừa rồi cũng đã chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả đang theo dõi tại trường quay. Bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của anh Từ Như Tài. Cảm ơn quý vị rất nhiều, thời gian bình chọn đã kết thúc rồi. Và bây giờ Khanh mời quý vị giải lao trong ít phút. Quý vị đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Khanh đã có kết quả bình chọn của các khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của Từ Như Tài. Và trước khi Khanh mở phong bì này ra, Khanh rất muốn biết cảm xúc của bốn nhà đấu giá còn lại khi mà lỡ không kịp sở hữu được tiếng hát tuyệt vời này. Thật ra thì lúc mà đấu giá là Hà có sang bên anh Đại Nghĩa, bây giờ là gọi là làm hỗ trợ mà anh Nghĩa hơi chậm. Anh Nghĩa lại cứ chờ là lần thứ ba rồi mình mới nói. Hà ơi, chị mới là đau, chị là hơi chậm quá. Một chút xíu. Chị là bây giờ giống như nó bị loạn não á, em hiểu không? Cái người mà lớn tuổi nó khổ vậy đó. Bởi chị tức lắm anh Tài ơi. Bây giờ Khanh sẽ chia sẻ về luật ở vòng 2. Vòng 2 chúng ta có quyền trả hay không trả. Nghĩa là hai nhà đấu giá đang sở hữu hai tiếng hát, họ sẽ có quyền trả hay không trả. Bây giờ Khanh muốn biết quyết định của anh Kim Tử Long trước đối với tiếng hát của Từ Như Tài. Khỏi quyết định, khỏi hỏi, khỏi gì không trả. Trời ơi, vậy cho nó nhanh. Anh không muốn anh Đại Nghĩa hiểu thêm đúng không? Không cần hiểu. Làm sao mà Đại Nghĩa lọt vô đây được. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định của anh Quang Hà. Nếu anh trả thì sao? Nếu anh trả, anh sẽ có lại 22 triệu anh đã dùng để đấu giá lúc là này. Cộng thêm 8 triệu là anh còn 30 triệu. Thật ra thì từ xưa đến nay em chơi game là không bao giờ em có cái đắn đo là mình đã chọn là mình chọn. Đó, nhưng mà em cần thêm nữa những cái giọng hát. Tại vì thật ra thì mình chơi mà thì mình phải chịu thôi. Mình giữ lại thì mình hưởng, mà không giữ lại thì mình chịu. Với lại đây là sàn chiến, dạ, có những rồi. Lúc mình không nên muốn có những cái gọi là tình thế nó thay đổi một chút xíu. Em nghĩ rằng là em sẽ xin trả. Quyết định của anh Quang Hà là trả. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta phải tạm chia tay với tiếng hát của Bích Trâm tại đây. Đừng buồn nhé, chúng ta sẽ còn gặp nhau vào cuối chương trình. Từ Như Tài, anh sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát. Bây giờ Khanh sẽ mở phong bì này ra để xem trong đây là bao nhiêu điểm. Số điểm là 94 điểm thưa quý vị. Chúc mừng anh Từ Như Tài, anh đã giành được 94 điểm là được bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho anh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, sau khi kết thúc hai phiên đấu giá, kết quả thời điểm hiện tại như sau. Anh Quang Hà vừa quyết định chia tay với tiếng hát của Bích Trâm và anh có lại thêm 22 triệu. Tổng cộng số tiền anh đang có là 30 triệu đồng, giống như lúc đầu tiên. Và anh Kim Tử Long, để đến với phiên đấu giá này anh chỉ còn có 2 triệu thôi. Bây giờ Khanh xin mời anh Long, anh chọn giùm Khanh một số đi ạ. Chắc có lẽ là tôi sẽ chọn số 3. Cô này cái mặt rất là hiền. Chắc có lẽ là ca dân ca hay là cái gì đây. Không thể nào ca nhạc trẻ được. Tôi thích dân ca, chọn số 3. Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ đến với vị trí số 3. Thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ tiết lộ về ba dữ kiện của cô gái này. Thứ nhất, gào. Hả? Gào là gào thét. À, gào, gào. Thứ hai, gu. Cái gu. Và cuối cùng, hòa. Khanh xin nhắc lại, gào, gu và hòa. Thật ra ba dữ kiện này đưa ra cũng là ấn tượng ha. Gào có thể không phải là bạn ấy gào thét đâu,
mà biết đâu bạn ấy mê tác giả Gào. À hoặc là chúng ta có tác giả nhà tác văn giả Gào. Gào đó, dạ. Nhà văn Gào đó. Gu, một cái gu của bạn có thể là rất là khác lạ so với các bạn bình thường khác. Cái gu âm nhạc á, dạ. Bạn có thể bằng hát rock, có thể bằng Gào rock, hát nữa. Nhiều khi gu là cái tính chất công việc của cô ấy phải định hình gu cho những người khác. Có thể stylist. Là stylist cũng có thể, dạ. Hoặc là cô này cái gu cô cổ thích ăn một cái món gì đặc biệt mà người ta không bao giờ nghĩ tới. Hòa thuận, là bạn sẽ dung hòa tất cả những yếu tố nó có vẻ mâu thuẫn và nó trái ngược nhau trong cuộc sống của bạn ấy để nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó bình thường hơn. Dạ, chúng ta nhớ để ý biểu cảm của cô ấy để xem mình đoán có đúng hay không. Nếu như chúng ta không phán đoán gì thêm thì Khanh sẽ mời quý vị đến với phiên đấu giá thứ ba nhé. Đấu giá. Hãy cùng bắt đầu phiên đấu giá thứ ba. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ 3, thời gian là 30 giây. Giá trị tiền khởi điểm là 2 triệu. Mỗi lần tăng, chúng ta được tăng thêm 2 triệu. Tất cả đã sẵn sàng, 30 giây rất ngắn và nó còn có thể ngắn hơn nữa nếu như Khanh chốt sau 3 lần rồi. Phiên đấu giá thứ 3. Bắt đầu 2 triệu. Long 2 triệu. 4 triệu. Anh Nghĩa 4 triệu. Kiều Phong 6 triệu. Anh Minh 10 triệu. 12. 12 bên 14. Đây. 14. 16. Anh Minh Nhi 16. 18. Anh Nghĩa 18. 20. 20. Anh Quang Hà 20 rồi. 22. Anh Nghĩa 22. 24. 26. 28. 30. Chốt. Trời ơi. Ủa giờ 30 mình không muốn trả cao hơn được tới đâu đúng không ạ? Dạ, giá trị cao nhất mình đưa ra là 30 triệu. Mà thời gian còn, thời gian còn. Tại vì là còn người cứ nói ra 28 cái là cứng lưỡi. Là tao nói là biết thế nào là mình cũng bị thua cái trận này. Giống như là mình bị Quang Hà gài một cách khéo léo để đưa mình vô trong. Nói xong một cái Quang Hà chốt một cái là cái cục tức nó nghẹn nó dâng tới đây. Thôi đất ơi, sau đó nó văng ra ngoài luôn. Em chỉ chờ đúng anh là câu 28 để chốt 30. Cảm ơn anh Đại Nghĩa rất nhiều. Thưa quý vị, như vậy thì phiên đấu giá thứ 3 đã kết thúc rất là nhanh. Người chiến thắng là anh Quang Hà với số tiền 30 triệu đồng. Anh ấy đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 3. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cô gái hát. Rơi ngoài hiên gió mưa như lạnh thêm, có
chim họa mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu. Giờ muốn quên những ngày qua, muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên. Nửa trong mưa họa mi vẫn ho, thật dịu dàng, dịu dàng. Trên môi em tình yêu đã mơ còn nồng nàn, nồng nàn. Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi. Sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi. Chim họa mi dịu dàng trong ngày mưa thật buồn. Và đó là Họa mi hót trong mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ và tiếng hát của Tạ Hương Lan. Thưa quý vị, chúc mừng anh Quang Hà. Thiệt. Sao anh sướng thế nhờ, cứ mỗi lần anh đến với sàn chiến giọng hát, anh luôn có duyên sở hữu những tiếng hát mà chạm đến trái tim của chúng ta. Thật sự ra là khi mà nghe bài hát Họa mi hót trong mưa mà Tạ Hương Lan thể hiện thì cảm thấy đây là không phải một tiết mục thi nữa, đây là một tiết mục trình diễn. Anh không biết là em có phải ca sĩ chuyên nghiệp hay không, thế nhưng mà em đang mang đến sàn chiến giọng hát một tiết mục rất là chuyên nghiệp và rất là chỉnh chu, từ giọng hát, từ điệu bộ, từ cách lên giao lưu với mọi người nhé. Tất cả những người lên giao lưu thì bao giờ cũng có những cái gượng gạo và những cái bị lỗi khi mà gặp những cái người nghệ sĩ lớn như thế này đó. Thế riêng em thì anh thấy rằng là đây là một tiết mục hoàn toàn là tự làm chủ được giọng hát, tự làm chủ được tiết mục và động tác của mình đó. Chính vì thế nên là anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà ngày hôm nay có được quá em. Tuyệt vời, chúc mừng anh một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Tạ Hương Lan chia sẻ về ba dữ kiện. Em xin chào ban đấu giá cùng tất cả các quý vị có mặt trong sàn chiến giọng hát ngày hôm nay ạ. Em là Tạ Hương Lan ạ, và quê em ở Hải Dương. Ba cái dữ kiện mà em đưa ra đó là gào, gu và hòa thì nó đều liên quan đến người bố của em ạ. Đầu tiên là gào thì tất nhiên là không phải là em gào rồi ạ, mà người gào ở đây là bố em ạ. Ủa, nghĩa là ở nhà bố hay la hả? À không ạ, không ạ. Từ hồi nhỏ thì bố là người chăm chút cho em, dạy em hát. Rồi mỗi một kỳ nghỉ hè đến thì không ngại đèo em 20 cây số đi từ quê cho lên đến thành phố để chỉ để một tuần hai buổi để em học những bài hát ở cung thiếu nhi để em có nơi để giao lưu thôi. Đây cũng cung thiếu nhi đây. À, cung thiếu nhi ạ. Vâng ạ. Chủ nhật đúng không? Dạ vâng ạ. Đó, bố em rất là thích hát và rất thích cho con mình theo đuổi cái ngành nghệ thuật, và
Học xong lớp 12 cũng chính bố là người làm hồ sơ cho em thi vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội. Và khi em lúc đó thì không có nhà, nhưng mà em nghe hàng xóm kể lại đó là bố em nhận được cái giấy báo trúng tuyển là bố em ra giữa sân, là bố em gào gào con tôi được làm ca sĩ rồi. Thật ra thì khi mà bạn Di chia sẻ là mình cảm thấy rất là xúc động. Dạ. Có. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái dự kiện tiếp theo. Dạ Gu. Vâng ạ. Dự kiện thứ hai là Gu, thì cũng là bố em rất là muốn em học theo con đường nghệ thuật bài bản chuyên nghiệp, và bố em rất là mê cô Anh Thơ và chú Trọng Tấn và rất là muốn em hát cái dòng nhạc đó. Và trong khi đi học hát thì em lại hát thể loại nhạc nhẹ, và bố em không hề muốn. Bố em bảo tại sao cho đi ăn đi học đàng hoàng, tại sao mà người ta hát được như Anh Thơ, Trọng Tấn, tại sao con không hát được. Thì em và bố em bất hòa rất là nhiều trong cái những cái cuộc tranh luận như vậy. Vâng ạ. Và có những lúc mà em đã bật khóc. Em ơi, đúng là em nên chọn cái gu của em đi. Em không nên theo cái dòng nhạc mà của Trọng Tấn với Anh Thơ, vì cái giọng của em á, khi mà em hát nhạc nhẹ đó, hoặc là những cái tình khúc mà nó nhẹ nhàng mà nó đi sâu vào lòng người, nó rất là hay. Dạ. Tại sao anh phải đeo kính đó em? Anh muốn rơi lệ luôn. Trời ơi, tại sao ông trời ông đã sinh ra Bác. Từ mà ông giờ ông còn sinh ra Bác. Tạ anh chi nữa, trở thành tạ từ. Trời ơi, tôi muốn đi về quá trời luôn. Tôi nghe giọng hát là tôi muốn đi về. Một sự trùng hợp thôi anh Long ơi. Bây giờ mình chia sẻ cái dự kiện thứ ba đi. Dạ vâng ạ. Hòa thì đó là một cột mốc năm 2017. Thì em đi thi tiếng hát truyền hình Hải Dương là quê của em ạ. Và may mắn thì em giành được giải nhất. Và đó là một cái gì đó để em muốn chứng minh cho bố em biết là dòng nhạc nhẹ không phải là một cái gì đó mà nó khó nghe, để cho bố em cảm nhận được. Và cũng trong năm 2017 đó thì em cũng may mắn thi cái giọng hát hữu nghị Việt Trung. Thì em may mắn được giải nhì. Và từ đó thì bố em cũng thay đổi cái nhìn về em. Có nghĩa là bây giờ là quan điểm của hai bố con hòa nhau. Vâng ạ, bây giờ thì đã gần như là hòa nhau rồi. Bây giờ không còn tranh luận với nhau về nhạc. Hát Việt Trung là bạn phải hát được tiếng Trung hả? Dạ vâng ạ, em có học tiếng Trung. Bạn hát và thử một vài câu tiếng Trung gửi tặng cho chúng tôi được không? Vâng ạ, em sẽ xin hát một vài câu tiếng Hoa của bài một bài dân ca Trung Quốc ạ. Hào y tu mai li ti mu li hoa, hào y tu mai li ti mu li hoa, phân phong mai li man chư ya, yêu xiang yêu bai ren ren cha, rang quan lai xiang ni trái xiang. Song gửi bia rừng hoa, mùa ly hoa, yêu mùa ly hoa, mùa ly hoa, yêu mùa ly hoa. Hay quá, nhưng mà Hương Lan ơi. Dạ, em cảm ơn. Cái bài này tên gì vậy? Bài này tên là bài Hoa Nhài, dân ca Trung Quốc anh ạ. Dạ, Hoa Nhài, dân ca Trung Quốc. Bây giờ chắc phải hỏi cảm xúc của anh Nghĩa. Hồi nãy mình 28, bên đây 30. Tức em, tức. Tại vì anh nói 28, cái anh biết anh hớ rồi. Với chứ anh chờ một nhịp. Em nghe lúc anh Minh Nhi nói là 26 lên thấy buồn cười rồi. Thì đó, anh vừa mới 28. Chết rồi, trời ơi. Em mà nói nghe nè, chưa nghĩ tiệp rút kinh nghiệm. Nếu mà mai mốt còn ngồi nữa đó là đừng có sôi máu. Dạ, em sôi sôi. Phải bình tĩnh đúng không? Đúng rồi, phải bình tĩnh. Thì cái thầy tôi từ chuyện vừa mới 28 cái nó nghẹn ngang đây nè. Trời, nó nghẹn cái đây. Hà nó 30 cái cục nghẹn trào ra ngoài. Nhưng mà không sao, giận. Mọi thứ nó chưa dừng lại ở đó. Thì lúc đó anh mới thắc mắc, trời ơi, bây giờ có thể cho trả 32 được không? Cho trả 32, tức là vốn chương trình cho mình 30 đúng không? Mình tự bỏ bù thêm 2 triệu nữa vô 32. Mà thiệt á, ức chứ thở luôn á. Thật ra thì với giọng hát này, với giọng hát này không phải 32 mà phải nhiều số nữa, vì quá đáng, quá đã. Bây giờ để xem là các bạn khán giả tại trường quay dành tặng số điểm là bao nhiêu. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, thời gian bình chọn dành cho tiếng hát của tạ Hương Lan đã kết thúc. Bây giờ Khanh mời quý vị giải lao trong ít phút trước khi chúng ta biết kết quả.
vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Tạ Hương Lan. Và đây là phiên đấu giá thứ 3, chúng tôi còn quyền trả hay không trả. Bây giờ Khanh sẽ hỏi anh Quang Hà, với tiếng hát này, anh quyết định trả hay không trả? Em mà trả cái là giận em liền à. Thứ nhất là bạn ấy hát quá hay. Thứ hai nữa là mình đã trả một lần rồi, bây giờ mình không làm sao mà trả lần nữa. Ủa, có trả hay không? Trả hay không trả? Không trả. Không trả thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định của anh Kim Tử Long với tiếng hát của anh Từ Như Tài. Tôi rất yêu quý những đứa con mà có hiếu. Vì vậy cho nên là dù cho bạn ấy không được số điểm cao thì tôi vẫn yêu mến. Khánh xin nhắc lại số điểm anh Từ Như Tài đang nhận được là 94 điểm. Quyết định của anh Kim Tử Long là... không trả. Không trả. Và bây giờ nhiệm vụ của Khanh là mở phong bì để xem trong đây bao nhiêu điểm. Số điểm mà Tạ Hương Lan đã nhận được ở lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Như vậy thì chúng tôi phải tạm chia tay với tiếng hát của anh Từ Như Tài. Không sao, đừng buồn anh Từ Như Tài nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào cuối chương trình. Và bây giờ chúc mừng cho Tạ Hương Lan tiếp tục với sàn chiến giọng hát. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phiên đấu giá thứ 4. Thưa quý vị, sau khi kết thúc 3 phiên đấu giá thì hiện tại anh Kim Tử Long đã mất đi 28 triệu và số tiền anh còn lại là 2 triệu đồng. Và anh Quang Hà, hiện tại anh không có tiền để có thể đến với phiên đấu giá cuối cùng. Nhưng mà không sao, anh đang sở hữu một giọng hát rất là nặng ký. Và ba nhà đấu giá còn lại tất nhiên mỗi người còn nguyên 30 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về ba dữ kiện của người đàn ông ở vị trí số 2. Bây giờ Khanh sẽ bắt đầu chia sẻ về ba dữ kiện. Thứ nhất, dốt 85. Sơn K7 chắc 85kg. Khánh mời ban đấu giá bắt đầu phân tích về ba dữ kiện này. Nếu như tôi đoán không lầm, anh này tôi đã gặp ở đâu rồi? Really? Hình như là anh này cũng đã là MC hay phát thanh ngôn hay là trên đài truyền hình gì đó. Phát thanh ngôn là gì anh? Phát thanh viên anh ơi, phát thanh viên. Phát thanh viên, quên, lộn. Phát thanh viên. Thật ra thì em chào anh Thắng. Tại vì là người quen, là đồng nghiệp cực kỳ là lâu năm ở Hà Nội. Thế nên là em không có lạ gì anh này hết cả. Nhưng mà hôm nay anh đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát thì em cũng bất ngờ. Và em nghĩ rằng là đấy, bỏ kính ra rồi đấy. Có phải không? Trời ơi, đeo đấy. Mắt kiến không có nhận ra. Em biết từ đầu rồi chị ơi, là bởi vì anh đeo mắt kiến như vậy là chắc chắn là phải là cái nhân vật này muốn che giấu bớt đi cái gương mặt của mình, sợ người khác nhận ra. Dạ anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng à. Đấy. Bây giờ mình lộ hết trơn rồi. Đúng rồi. Thắng nghĩ là nên phải đến với phiên đấu giá bây thôi giờ ạ. Chị nói bây giờ thực sự Thắng ơi, nếu mà như vậy á thì là ba cái người còn lại là gà cùng một mẹ đó Thắng à. Cho nên bây giờ cái chuyện mà một trong ba đứa sở hữu được cái giọng hát của Thắng á thì cũng cùng nói lên một điều là cả hai đứa còn lại cũng rất là yêu mến giọng hát của Thắng. Đúng vậy. Chỉ có điều là nhanh hay chậm trong cái cuộc chiến này thôi. Nghe Thắng nha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá cuối cùng. Chị nói gà cùng một mẹ, chị hôm nay hơi mẹ nhường cho em Út đi chị. Mẹ nhường cho con nhường đi. Cho em Út nhỏ mẹ với cả thầy nhường đi. Dạ. Nó nghe tôi tính là tôi tính nói thôi được rồi nhường, nhưng mà cái thái độ ngộ lắm, đâu nó làm lại coi. Dạ, chị nói nhà cùng một mẹ vậy đó chị, thôi mấy bây giờ chị nhường em đi chị. Trời ơi. Cái mặt này ai mà nhường? Cái mặt này ai mà nhường? Thiệt luôn á, nói cái miệng cái mỏ thì khó chịu thiệt. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng rồi, phiên đấu giá thứ tư. Giá trị tiền khởi điểm là 3 triệu. À. Mỗi lần gia tăng tất nhiên chúng ta sẽ tăng thêm 3 triệu thôi. Và thời gian là 15 giây. Trời ơi. Rất là nhanh nha. Thì đó chứ không phải ngồi chơi chơi đợi người ta đâu. Tất cả đã sẵn sàng, phiên đấu giá thứ tư. Bắt đầu. 3 triệu. Nghĩa 3 triệu. 6 triệu. 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu. 12. 15, 18, 18, 21, 24, 24, anh Minh Nhi 24 rồi.
Anh Minh Nhí 24 triệu lần 1, 24 triệu lần 2, 27, 30, 30. Đúng. Trời ơi, Minh Nhí. Ủa, tôi. Minh nó gõ rồi mà. 27 lần 2 là gõ rồi. Mới có lần 2, mới có lần 2 thôi, chưa có. Chắc là ở cái phiên đấu giá này Khanh phải nhờ về bộ phận kỹ thuật của chương trình. Ờ, đúng rồi. Em thầy ơi, là em. Anh Minh Nhí 24 triệu lần 1, 24 triệu lần 2, 27, 30, 27. Người sở hữu được tiếng hát của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng là người đưa ra giá trị tiền cao nhất 30 triệu. Chúc mừng anh Đại Nghĩa. Yeah. quá đã khi mình đã rút được cái bài học kinh nghiệm xương máu ở cái vòng thứ 3 để mình có thể mình giành được cái nhân vật cuối cùng ở vòng thứ 4. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một con át chủ bài. Đây có thể sẽ là một cái giọng ca làm khuynh đảo cả phim trường, rung rinh cả màn ảnh nhỏ. Có thể vậy. Thắng ơi, Thắng nhớ nghe. Cả ba người đều yêu mến Thắng hết trơn hết trọi. Dạ, còn em thì yêu mến tất cả các anh các chị. Và thậm chí là còn thần tượng nữa. Bởi vì sao? Bao nhiêu năm qua làm việc và được chứng kiến tất cả những tác phẩm của các anh các chị cống hiến cho đời sống này, điều đó là một tấm gương cho tụi em bước theo canh các chị. Trời ơi, tan chảy, tan chảy, tan chảy, tan chảy. Mày chị sướng, sướng quá. Sướng quá. Nói thôi mà còn như vậy nó huống chi anh hát trời. Dạ không, nhiều khi là nhiều người nói với em rằng là thôi em cứ nói đi đừng hát, vậy hay hơn. Và em đến đây để chứng minh rằng em có thể hát. Duyên nữa, trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức tiếng hát của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói, bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn rồi, tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, ra từ giã từ, chiều mưa giông tới. Em ơi, em ơi, sao thôi xuống đây, làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Chân mỏi, thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn rồi, tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, xa từ xa từ, mưa giông tới. Em ơi, em ơi, sao
đây, làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ nỗi lòng anh đây. Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ nỗi lòng anh. Nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời Trịnh Cung, ca khúc Cuối cùng cho một tình yêu, và tiếng hát của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Chúc mừng Đại Nghĩa, anh có thấy anh Chiến Thắng say sưa không? Có em ơi, bởi vì anh ấy không phải đang hát mà anh ấy đang tâm tình, anh ấy đang thủ thỉ tâm sự cho chúng ta nghe. Và đó là cái cách hát của những người từng trải. Có thể không phải là trau chuốt về mặt kỹ thuật, nhưng mà về mặt cảm xúc, như anh ấy đang tự sự kể cho mọi người nghe cái câu chuyện của mình vậy đó. Và cái cách đó là cái cách mà nó dễ đi vào trái tim của người nghe. Và anh rất là thích cái cách của anh ấy hát. Xin cảm ơn anh Đại Nghĩa. Thật ra thì Khanh có một cái may mắn được làm việc cùng với anh Chiến Thắng trong một chương trình rồi. Và ngày hôm nay khi mà thấy anh xuất hiện trong chương trình này, Khanh cũng thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì lần đầu tiên được nghe anh Thắng hát. Anh có thể chia sẻ một cái cơ duyên nào đến với chương trình không? Thì có người rủ đi là khăn gói vào Sài Gòn đi hát liền, thì cũng qua vòng casting, cũng xếp hàng như tất cả mọi người. Hát xong rồi thì có anh đạo diễn mà còn già hơn tôi nữa mà lại gọi tôi là anh. Anh ơi, mời anh ngày này vào Sài Gòn với chúng tôi. Thì đặt vé và đi. Đi casting là nó đông nườm nượp như xếp hàng mậu dịch ngày xưa ấy. Dạ, và đó là cơ duyên anh đến với sàn Chiến Giọng Hát đúng không? Bây giờ anh Thắng bắt đầu chia sẻ về ba dữ kiện đi. Dạ, mời anh. Dốt thì thứ nhất là tôi dốt nhạc lắm. Cha mẹ cho đi học, nhưng mà được học và học được là hai cái việc nó không liên quan đến nhau. Tức là âm nhạc nó biết tôi chứ tôi có biết âm nhạc đâu. Cái dữ kiện thứ hai là 85. Thực ra là chơi chữ. Là vì thế này. Em nhảy trường vơ chút xíu nhỉ? Rồi. Ở quê nhà em ý, người ta giận hờn thì nung tung và vui buồn thì nẫn nộn. Thế cho nên 85 nó sẽ đọc thành 85. Tám năm chơi chữ vậy đó. Như kiểu tụi mình chào nhau trên Facebook Messenger là thay vì hai viết HI thì viết mỗi con số 2 thôi là đủ hiểu chào nhau rồi. Đó, 8 năm. Là 8 năm là vì 8 năm nay thì thưa quý vị, chúng tôi có một ban nhạc và một ban hợp ca. Bắt đầu từ những công việc thiện nguyện, đi hát, xin tiền cho các sơ trong các cô nhi viện. Rồi lũ lụt cái gì là kêu nhau cắp quần cắp áo đi hát xin tiền ở phòng trà liền. Và 8 năm qua thì anh chị em chúng tôi chỉ hát một chỗ và chỉ hát vào tối thứ tư hàng tuần trong 8 năm trời liên tiếp kiên trì như vậy. Không cần biết rằng mình có được coi là ca sĩ hay không, không cần biết người ta có thương mình hay không, cứ hát đã, hát rồi khắc có người thương. Như những gì đêm nay chúng tôi đang dành cho anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dữ kiện còn lại, Sơn ca 7. Dạ, Sơn ca 7 thì thế này. Cái năm 12 tuổi thì cha tôi mua được một cái cuốn cassette mà nó bong trong, nó không có list bài, không có bìa băng gì hết. Tôi nghe tất cả những bài hát của ông Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Tôi không biết bà là Khánh Ly. Tôi không biết nhạc sĩ sáng tác tên là Trịnh Công Sơn. Tôi không biết gì hết bởi vì mới có 12 tuổi. Một thằng bé 12 tuổi phải nghe lỏm cái cassette đó, nghe lén khi ba đi làm.
vì là con nít không được nghe nhạc người lớn, điều đó là đương nhiên. Thì đấy là cái tác hại đầu tiên mà băng Sơn Ca 7 in dấu trên trí nhớ của một thằng bé 12 tuổi. Dạ chưa hết. Dạ chưa hết. 16, 17 tuổi thì tôi thuộc toàn bộ tất cả các bài trong cuốn băng Sơn Ca 7 đó. Tôi thuộc, tôi hát nghêu ngao suốt ngày. Và tôi nghĩ tôi hát hay lắm. Tôi hát có thua Khánh Ly thì thua một chút xíu thôi. Chứ nào ngờ đâu rằng có những cái bài hát mình đi theo cả cuộc đời mà còn không hát được, không chạm tới được cái bài hát đó cơ. Nó còn kiêu hãnh và chảnh hơn cả tình yêu nữa cơ. Yêu thì đẹp trai không bằng trai mặt, cưa mãi rồi thì cũng đổ. Chứ còn có những bài hát hát cả đời không ra. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để tất cả các bạn khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Xin mời các bạn. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Đây là phiên đấu giá cuối cùng, cho nên không còn bất kỳ một cái quyền nào nữa hết. Bây giờ Khanh sẽ mở phong bì này ra để xem số điểm trong đây là bao nhiêu. Khanh xin nhắc lại kết quả thời điểm hiện tại. Anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát của Tạ Hương Lan với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng và cô ấy đang nhận được 96 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Và cũng giống như thế, anh Đại Nghĩa đang sở hữu tiếng hát của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng với số tiền là 30 triệu. Như vậy thì đêm nay giọng hát nào chiến thắng cũng sẽ ra về với 30 triệu. Bây giờ số điểm trong đây là xảy ra ở sàn chiến giọng hát, nghĩa là bây giờ ba nhà đấu giá còn lại sẽ phải hội ý để quyết định giọng hát nào trở thành giọng hát chiến thắng trong đêm nay. Tôi xin được có một đôi lời cảm ơn tất cả các nhà đấu giá đã dành cho em cái thiện cảm trong đêm nay. Điều đó đáng quý vô cùng, bởi vì sống trong đời này được mọi người thương là cái điều không phải cố mà được, không phải có tiền thì mua được. Cái đó nó quan trọng lắm. Nó quan trọng lắm đối với một người đằng đẵng theo một cái nghề như em. Nhưng em xin nhường lại giải nhất cho Tạ Hương Lan.
lại quá ga lăng như thế. Thật ra thì riêng Minh á, riêng Minh thì mình thấy là cả hai đều xứng đáng hết. Tuy nhiên anh đã thu hút được toàn bộ khán giả ở đây, và sau đó là cái phần trình bày là cái nghề của anh nữa, cho nên anh làm cái không khí nó tăng lên rất là nhiều, cho nên khó cho mọi người lắm, khó cho khán giả luôn, cho nên mới là 96. Dạ. Thì ai cũng xứng đáng hết. Và cái hành động mà vừa rồi của anh Thắng, mình nghĩ là rất là cần một tràng pháo tay để tặng cho anh Thắng. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Thưa quý vị, ở trong đêm nay bằng chứng là cả hai tiếng hát đều được 96 điểm. Và Khanh nghĩ rằng với kết quả như thế nào thì mỗi một người đều có những phút giây tỏa sáng riêng, và chúng tôi đều nhớ những tiếng hát này. Hy vọng rằng với sàn chiến giọng hát, đây sẽ là một kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời của không chỉ riêng anh Chiến Thắng mà còn của Tạ Hương Lan và cũng như là hai người chơi còn lại. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép chốt lại kết quả cuối cùng trong đêm nay. Giọng hát giành chiến thắng của sàn chiến giọng hát là Tạ Hương Lan. Bạn đã có 30 triệu mang về, chúc mừng bạn. Và bây giờ sẽ là giây phút để chúng ta nghe lại ca khúc đầu tiên do 4 giọng ca ngày hôm nay sẽ cùng trình bày. Các bạn sẽ quay lại sân khấu. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trong ngọn cờ bay, rừng núi lan tin đến mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hương. Ngày vui con nước trôi nhanh, nhịp sống bao la sao bao hận thù, gặp quê hương sao bao tố, giọt nước mắt vui lay lòng cô đơn. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Bàn tay muôn vàn bàn tay, những ngón tay thơm nơi tận nguyện, nỗi cuộc tình nỗi lòng đô đa. Bàn tay đi nối anh em về suối quê hương tắm gội nhục nhằn. Mười năm đêm cho tiếng súng, dù lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng. Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn. Dù đồng Việt Nam lên những búc non đầu tiên, một đoàn tàu đi nhà khói âm hai bên rừng, một đàn gà cao yên gáy đách thật bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Trong ngọn cờ bay, rừng núi lan tin đến mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hương. Ngày vui con nước trôi nhanh, nhịp sống bao la sao bao hận thù, gặp quê hương sao bao tố, giọt nước mắt vui lay lòng cô đơn. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Bàn tay muôn vàn bàn tay, những ngón tay thơm nơi tận nguyện, đôi cuộc tình nỗi lòng đô la. Bàn tay đi nối anh em về suối quê hương tắm gội nhục nhằn. Mười năm đêm trong tiếng súng, dù lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng. Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn. Dù đồng Việt Nam lên những búc non đầu tiên, một đoàn tàu đi nhà khói âm hai bên rừng, một đàn gà cao yên gáy đách thật bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Thưa quý vị, và đó cũng là lời chào của chúng tôi gửi đến quý vị trong đêm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì chúng ta đã có một cái đêm rất là lắng động, rất kịch tính, và cuối cùng tất cả đã thăng hoa trong âm nhạc. Cảm ơn sàn chiến giọng hát rất nhiều. Bây giờ hẹn gặp quý vị vào tuần sau thứ bảy trên kênh VTV3. Sàn chiến giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega CS thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.